kính chào quý vị khán giả và các mạnh thường quân trong ngoài nước. Thì con là Cu Tí. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 9 của năm 2021. Thì bây giờ là 11 giờ 4 phút nha cả nhà. Thì con là Anthony Tèo, có nhận được một ca từ sư phụ Điều, là hai anh em con đi một bình oxy lớn cho bác. Ca này là của bác sĩ nha cả nhà. Thì hôm nay đồng hành cùng con là Anthony Tèo. Dạ, hello chào cả nhà. Thì với sự điều hành của sư phụ thì thấy có một ca sáng nay ở Củ Chi, tỉnh lộ 15 cần một bình oxy lớn, thì con với tôi Cu Tí đã liên hệ với lại bên bệnh nhân. Thì con với lại Cu Tí giờ đang trên đường để chạy qua đó để giao bình oxy lớn cho bệnh nhân ngay cả nhà, để coi người đó nghe nói là cũng bệnh viện trở về cũng nằm đợi chờ gì đó, con cũng không biết nữa, con cũng nghe nói trong điện thoại vậy thôi. Và con với lại Cu Tí qua khảo sát coi tình hình sao rồi sẽ chuyển cho bệnh oxy lớn cả nhà. Dạ, thì sau một hồi di chuyển thì hai anh em tụi con cũng đã tới được nhà của bệnh nhân đó nha. Thì như cái nhà tôi nó thấy thì vô tới cùng sau thì đất như vậy nha. Thì đây là người nhà của bệnh nhân. Mình có xài bình nào chưa chú? Chưa. Chưa xài bình nào, bình đầu tiên uống hả? Có cái giường cho nó nằm giường cho nó, để chút nữa mấy đứa kia lại tiếp, rồi tôi đưa cái bình oxy lên trên lầu. Mình sẽ có cái dựa cho anh nằm, đừng có cho anh nằm như vậy, nằm dễ trọng yếu hơn. Sáng cho anh ra được cái kiếm chiếc xe gì kia đẩy hay là đi nắng gai ngoài cho anh thay nắng. Có, sáng một hơi nắng rồi, tôi bác sĩ đây mà tôi chữa nó mà. Không sao hết, nhưng mà bị nó cần oxy cho nó thở thêm chứ còn xong hết rồi, bệnh nó là tôi chữa xong hết rồi. Nhưng mà bây giờ nó ốm quá, ốm mà nó yếu sức rồi, giờ tôi đang chuyền nước biển để đưa cho mấy đứa nó đưa nước biển vô chuyền, nó chuyền nước biển. Bệnh thì xong hết rồi đó. Chứ ung thư mà đâu có phải dẫn chân đâu. Nên mới ốm dữ vậy đó. Mà bị như nó trễ quá, nó nằm nó... Tại vì nó con nuôi tôi mới làm cho. người lạc ngoài tôi nuôi. Bây giờ chú á, bây giờ chú là bác sĩ luôn. Chú là ảnh ngồi lên giữa tóc 45 độ. Lấy cái gối của anh lên cho nó ngồi nó dựa thẳng lên. Cái bề ngoài của anh hiện tại là 97 rồi. Đi lên lầu lấy mấy cái gối cái bề ngoài của anh bình thường không cần thở oxy. Nó tới 97-98 rồi. Biết, nhưng mà thay vì nó hơi ấy chút thì tôi phòng hờ cái oxy nhiều khi ban đêm nó hơi mệt đó. Thì tôi phải phòng hờ cho nó chứ nó còn bất tử rồi. Nó yếu như vậy là không khó, thì nguy hiểm, anh hiểu không? Yeah.
SPO2 của anh là cao lắm. Còn cả SPO2 của anh là lên tới 98-99 luôn. Bệnh là coi như là tôi chữa nó cũng như nó hồi phục chiều rồi, nhưng mà nó chậm lợi sức quá, nó ăn chậm quá. Thành ra do nhân đó tôi cần oxy với hai nữa cần nước biển tôi vô thêm, thành ra trong khi đó phụ trợ thôi, chứ còn mấy người lại tôi đã làm xong hết rồi. Nó cầm lít rồi, nó rồi xong hết rồi. Chứ không có bụng nó nước không chăn ba nữa, chứ không phải gì. Còn bộ xương không? Bộ xương không à? Đó. Để chục ký bây giờ có 3-40 ký là biết này. Vì này tôi tự Mỹ tôi về đây vì nhân cái dịp tôi ngưng đến tôi về tôi mới giúp nó được, chứ tôi không có tôi đâu có ai lo cho nó được. Rồi vậy được rồi đó. Vừa đến đây luôn hả? Còn có lót gói nào cả. Phải thêm cái gối nữa. Phải thêm. Mình gối sẽ nhiều mà. Lấy gối nữa. Phải gối thêm nữa. Phải gối thêm nữa. Anh bỏ cái đầu nữa. Không, đầu không được. Đầu nó còn nó dài một chút kia. Thấy còn bộ xương không? Ốm quá ốm. Đúng rồi, không tôi đây tôi biết tôi test tôi biết tôi đói lắm tôi test hàng ngày rồi một ngày không lo thì khi nào nó mệt thì tôi mới cho nó thở. Cái này tôi mấy chục năm tôi làm rồi, nhưng mà bây giờ tôi cần cho nó an toàn 100%, em hiểu không? Để nói cho cô hiểu nha, cái chứng minh nhân dân á. Cô đưa chứng minh nhân dân của cô đi, tại vì lắm ảnh có bị gì rồi, ảnh còn có... Chứng minh nhân dân của cô mất rồi chứ, chỉ giờ gì có một tờ giấy thôi à? Rồi thì bây giờ con dẫn được hết. Rồi, anh biết mà. Con lên ngay, con Thu Bình, con chỉ trả tờ giấy này để chứng minh nhân dân cho cô. Khi nào lên lấy cái này là trả cái này. Đúng rồi, giờ con tạm giữ. Ừ, thì tạm giữ thì không sao. Được rồi, tạm giữ thì không sao. Được rồi, tạm giữ thì không sao. Được rồi, tạm giữ thì mất rồi. Được rồi, mất mấy chiếc trời ơi, nhiều kiểu quá. Thì như quý vị khán giả cũng đã thấy thì đường vô nhà của bệnh nhân thì đất với lại sỏi luôn nha cả nhà. Đây thì đường thì chỉ vừa đúng một chiếc xe thôi, nhìn thì vô nhìn cũng giống như đường quê vậy cả nhà. Sao theo cái lộ trình con chào quý vị khán giả nha, với lại các bạn tập quân trong và ngoài nước, thì hồi nãy cũng có trình bày lúc ban đầu là bây giờ là hai tụi con nhờ tiền tí nhỏ cũng tới nơi để giao oxy cho bệnh nhân nha cả nhà. Thì bây giờ con với lại tí sẽ chuẩn bị tấp xe vô nhà của bệnh nhân để con kiểm tra SPO2 với lại lắp đặt bình oxy xe sau nha. Mong cả nhà theo dõi hai anh em con nghe cả nhà để con tấp xe vô lại. Hello, xin kính chào quý vị giả và các mạnh thường quân trong nước, thì con là cô Tế. Thì hôm nay là cuối tuần rồi nha cả nhà. Đó, xong bây giờ là 1 giờ trưa, thì cũng nay bây giờ cũng là đầu giờ chiều nha cả nhà. Thì con là anh đang là đang chụp cấp cứu, thì có nhận được một cuộc gọi là xin xe cứu thương là phường 12 quận 8 chuyển đến bệnh viện Aito nha cả nhà. Thì đây anh Trung Thuận lộn, anh đang anh thấy liệu dạ. Xin chào quý vị khán giả và các mạnh thường quân trong và ngoài nước thân mến. Thì sáng giờ anh em cũng chưa có ca nào ngồi trực, thì cũng giờ này cũng 1 giờ rồi, thì anh em cũng nhận cuộc điện thoại là một anh ở quận 8 xin xe chuyển bà cụ già từ Tùng Điền Vương về Eto của quận Phú Nhuận nha cả nhà. Dạ thì con xin chúc quý vị dạ thật nhiều sức khỏe để vượt qua cái đại dịch này và luôn luôn ủng hộ, luôn luôn đồng hành cùng hội thiện nguyện BDS của sư phụ Tám Sang con nha quý vị ơi. Hãy tiếp tục theo dõi cúc hành trình hai anh em đi nha, xin hẹn gặp lại. Dạ rồi, cũng mời quý vị dạ theo dõi hành trình của hai anh em tụi con sẽ ra sao nha cả nhà. Dạ hello, xin kính chào quý vị dạ. Thì bây giờ thì hai anh em con cũng đã tới được
hẻm nhà của bệnh nhân. Nó là thì do đường xe chạy qua thì lại ồn á, con nói cũng nghe cái cũng hơi ồn nhưng không có gì giả, cũng thông cảm bỏ qua cho hai đứa con nữa nè. Về đây, đây là hẻm nhà của bệnh nhân, thì bên đây hai đứa con đang dọn đồ để lấy bông ca xuống mà ở dưới nhà của bệnh nhân cho bệnh nhân thở ở dưới nè. Thì bây giờ thì người nhà cũng đã đón hai anh con nha các nhà. Thì bây giờ thì để xin mời anh ta vô nhà bệnh nhân và trên tình hình của bệnh nhân đã thay nha các nhà. Dạ thì sau một hồi gì thì liệu vô giờ ấm ra đây luôn hay sao? Dạ ấm đây, để đây nha. Cái này để luôn. Dạ. Dạ. Thì đây là nhà cố bệnh nhân. Thì bây giờ con sẽ đi vô và xem sao. Đây là cái lỗi vậy đó con. Ở đây nè, ở trong phòng. Không ra luôn hả? Dạ. Thì bà cụ thì cũng khá là dài nha các bạn. Cũng thế. Đây. Đó là nè. Anh vừa đẩy thì nhắn cái đếp xíu nè. Tại nó mới vô được cái xếp. Rồi, cứ ra luôn nha. Di chuyển thì hai anh em tụi con cũng đã tới được bệnh viện nha các nhà. Thì bây giờ anh Liễu sẽ cho bệnh nhân xuống nha các nhà. Rồi, cùng mời các nhà để con trông vậy lát. Rồi lên tôi bà vô đây con về nha, cố gắng nha ngoại. Cảm ơn anh em nha. Dạ rồi. Dạ. Con về chúc con ngoại nhiều sức khỏe nha. Chưa, em nha. Cảm ơn mấy chú. Dạ dạ. Dạ. Thôi con về nha, chúc cho gia đình một sức khỏe. Dạ hello, xin kính chào quý khán giả và các mạnh thường quân đã quay trở lại với màn hình. Thì hồi lúc nãy thì con có đi là anh Tony Tèo là đi một ca ở Củ Chi. Thì anh Tony Tèo đi về phát quà với lại sư phụ rồi, nên là anh đang ảnh thay thế để anh đi ca cấp cứu này với con, thì cũng đã xong nhiệm vụ và đã hoàn thành hết 2 ca nha cả nhà. Thì anh Đen. Dạ rồi, xin kính chào quý khán giả và các mạnh thường quân. Dạ, lại là con đây. Nãy thì anh Tony Tèo anh chạy, giờ anh Tony Tèo anh đi phát quà rồi. Thì tới con anh em ta tiên nhau chạy nha cả nhà. Rồi thì sau này con xin xin cuối clip con xin chúc quý khán giả và các mạnh thường quân trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Dạ, cả nhà nhớ đăng ký cho hội thiện nguyện BDS kênh Tám Sang Nhiều Chuyện, tiếng cơm ấm lòng để cuộc sống đời thường nha quý khán giả ơi. Xin chào quý khán giả và hẹn gặp lại. Bye bye, I love you.